Chào mọi người nha, hôm nay làm mấy bữa rồi mấy dở á, nước ngày cạn rồi, ít cá rồi. Mấy có cái gì nữa? Nước khô quá à. Lẹ anh điên ơi. Bài gì? Cá quý hiếm. Mẹ nên nơi hôi quá à. Cá mặt quỷ hả? Mình bây giờ mình lên bờ rồi nè, mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, hết hồn chưa? Toàn là cá chê không? Một con nè, hai con nè, 3, 4, 5, 6, 10 con hả? 2, 4, 6, 8, 10 con, nó có đến hai con nhỏ nữa. Này thả mương nuôi lại các bạn. Nó chạy vậy đó. Nó chạy lần, nó chạy nguyên bầy bữa hộp cá lau kiến không? Bữa nay không có cá lau kiến nào hết trơn mà cá chê không. Cá chê này dồn qua nè, dồn qua cái lưng nó ấy nè các bạn. Lưng nó trong vài mấy ngày mình thấy nó không có động tĩnh nhưng không có dở. Bữa nay mình nhìn mình thấy quá trời nhoi nhoi chứ, cá này mới vô nè. Đó, cá mới vô nhìn nó còn đẹp ha. Cá mới vô nè các bạn. Nó còn đẹp. Ở đây á là cái con kênh này nè các bạn. Là mình đặt hay vô cá, cái vô con nha. Đủ thứ cá hết trơn á. Ở đây mình có một vịt trời mình mua bữa hả, cây sữa đũa nha mình nè các bạn. Đây con kênh nha các bạn, kênh này đi ra ngoài sông cái luôn á các bạn. Đây là nhỏ nhánh rẽ vô thôi, nước lớn lên thì đây rất là nhiều loại cá con. Đây mình có này cá chi lai không các bạn, rẽ cho nó vô lâu quá nó chạy cái lưng nó nè các bạn, rẽ không à. Ở đây nữa nè, đây con cá này nhìn nó vàng vàng, hay giống cá chê vàng sợ, nhưng mà nó có chê phi này, không có chê trắng nào hết trơn các bạn. Chê này cái chê phi không à,
Bây giờ ở dưới sông có rất là nhiều cá chê phi con này nè. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn con sao giới thiệu được con sông nhà mình ta. Các bạn xem con vịt đậu của mình nha. Đây con vịt trời đó các bạn. Vịt trời. Nhỏ quá không biết các bạn thấy không đó, vịt trời á. Con kênh này á, nước nó khi mà nước lớn lên là cá vô con nó vô ụt như cơm sôi vậy đó các bạn. Nãy mình xuống mình quay hơi trễ các bạn. Nhà mình có cây khế nữa nè, cây khế chua nè. Đây cho các bạn xem cây chuối sáp mình dỡ lên con nhóc hết trơn nè. Đó, lộn chuối táo quả chứ. Còn đây là cây này là cặp mình trồng cặp mép kênh nhà mình đó các bạn. Đây, cây cóc của mình đây. Cóc mình đã dành ăn cóc non đó các bạn. Nhỏ nhỏ non non này, ăn rất là ngon. Cái món ruốc nó sẵn. Ở đây mình trồng được cây hạm hay cây tắc nè. Các bạn đặt có trái này nè, nó đựng trái. Cho các bạn ở kinh điển này các bạn. Kinh điển tứ quý này mà nó chưa có ra hoa. Sao cây này cao quá mà không ra hoa không biết nữa. Chứ thường mình thấy của người ta lùng lùng không là hoa nhóc hết trơn. Bên đó mình có thêm mấy cây nữa đó các bạn. Này phơi mì ruột vàng. Nhà mình có cây đu đủ. Chỗ này là môn ngứa nha các bạn. Đây là cây gãy nè các bạn. Cây này là cây thanh trà mình trồng hột đó các bạn. Mình trồng đại cặp mé cho nó đừng lỡ rồi nó có ăn thì có, không có thì thôi. Này nước cạn thì các bạn thấy nước nó không có đẹp như nước lớn ha. Hồi này là cây mía thanh diệu. Mía thanh diệu nè các bạn. Mía thanh diệu nha. Dạ. Đây con vịt trời nè, vịt trời của mình đó. Dễ thương quá, mình nuôi mua nuôi luôn không ăn thịt nữa. Đây cái khế chua nha các bạn. Đây, cái khế chua có hoa nữa nè. Hoa khế, hoa khế. Phía này là phía bên kia cái bún sông của cái bún nữa là bún xong. Đây là trái khế chua. Đây là miếng thanh diệu có ốc sên. Ốc sên mình ở đây gọi là ốc hương đó các bạn. Dạ, dưỡng. Đây là cái lú mình đặt này các bạn. Đặt qua trên kênh trong nước lớn nó chảy vô, nước lớn nó chảy theo hướng này được bạn, cái rồng nó chảy ra hướng này, thì mình đặt cái lú mình hướng nước ra, đó, các bạn thấy cái lú mình ha, mình mua lú mình may thêm một khúc cho nó dài tới đằng kia nữa, cái đuôi nối thêm nữa đó các bạn, nó thì nó con nước này nó dễ đóng sình, bạn có thể thấy cá dưới sông nó ụt, cá chê, cá lồ kiến đủ thứ cá hết đó các bạn. Bây giờ mình đi cắt mấy con cá chê mình nha các bạn. Đây. Bữa nay mình dỡ được nhiều, bữa hổm em dỡ mình dỡ con cá chê rất là nhiều và một bầy cá lơ kiến luôn. Mấy con cá chê nhỏ này mình sẽ thả nuôi lại nè các bạn, còn mấy con cá này để mình hổ chơi cái nhà có ăn không. Mấy cá này mình thả nuôi lại. Đó. Nó vô rồi cái da nó sần hết trơn luôn á. Tiêu rồi các bạn ơi, mình làm gớt ra ngoài rồi.
con. Hai con. Ba con. Đấy cái rổ kìa, ông lấy cái chút vô. Chút vô có gì đâu, sao hiện thấy không? Ủa, thì con gì vậy? Họ chui lỗ nẻ luôn. Ủa, nó mất tiêu con bự rồi. Ủa, mất tiêu rồi. Trời, ở ngoài này ba con nữa nè. 6, 7, 9, đúng 10, đúng rồi. Hồi nãy nhắn. Rồi đẩy đi. Đúng một thai cho nên uống hai nước luôn ha. Thôi để mình thay nước này các bạn, cái này không gặp. Đây mình bỏ cá vô nha các bạn. Em bỏ nước vô hả? Muốn nước nó bỏ vô. Các bạn thấy mình tạt lú mà bắt nguyên bầy cá chê vậy. Còn mấy nhỏ là hả nha. Ừ. Bắt con hai con nhỏ này thả lại ha. Thôi đi anh thật ta vô không nguy hiểm. Đưa từ từ để xả nước bỏ nó đi. Này các bạn ơi, các bạn thấy mình bữa nay mình thu hoạch được một gỗ cái chai, một xô cái chai luôn. Quá đã. Phan nghe ngoài kìa. Từ từ để chụp hình. Em cận vô. Chụp cái nhắn nó chụp hình cho mình.